Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Gạo lứt chữa hết u não. Khoảng giữa năm 2009, chị bị nhức đầu, nhức không chịu nổi, mắt thì mờ dần. Chị là chị Nguyễn Thị Diễm đã chữa hết bệnh u não do ăn gạo lứt theo thực dưỡng. Chị Diễm sinh năm 1958, sinh sống ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ cho tới bây giờ. Chị đã bị làm phát hiện u não 4 tháng chữa trị ở khoa ung bướu của bệnh viện này, nhưng bệnh tình càng ngày càng nặng thêm. Do đó, Chợ Rẫy chuyển chị sang bệnh viện ung bướu để xạ trị. Biết bệnh tình nghiêm trọng, chị buồn chán, tinh thần suy sụp và thất chí. Một lần lúc đó, chị không còn tiền để chữa trị nữa, chị về nhà chứ không qua bệnh viện ung bướu. Chị quyết định không uống thuốc nữa vì hết tiền nên người bắt đầu vật vã. Đau đớn, tay chân tê, mắt không thấy đường. Chị cũng ráng mua thịt cá về ăn để bồi bổ dưỡng cơ thể, để sống được ngày nào hay ngày đó. Bạn bè hàng xóm đi thăm bằng sữa, chị cố gắng uống để có sức. Chị đã buông xuôi cho số phận, sức khỏe xuống rất nhanh trong vài ngày. Chị đi không nổi, chân tay không nhấc lên được. Chị nằm bẹp một chỗ, đi vệ sinh tại chỗ, những bạn đạo đến thăm. Họ nghĩ rằng chị không thể kéo dài sự sống được. Họ hỏi tên đầy đủ và tuổi của chị để về chùa cầu an cho chị. Chị hiểu được tình cảnh này, chị nói với người em trai nếu chị mất thì đem xác chị vào chùa để làm đám tang. Người em thương chị, không chịu theo ý chị và thuyết phục chị về nhà mình để tiện việc săn sóc và lo hậu sự. Chị không có chồng con và ở vậy một mình bấy lâu nay. Trong lúc chuẩn bị đưa chị về nhà em trai, thì một người bạn của em trai đã kể cho chị nghe rằng người bạn đã tự chữa lành khối u ở cẳng tay bằng cách ăn gạo lứt. Người em bạn này vừa nói vừa chỉ vào chỗ cánh tay của mình bị khối u mà giờ đây không còn nữa. Em bạn nói thêm, khối u của em ở tay còn khối u của chị ở trên đầu thì em không biết như thế nào. Lúc đó, chị liền nhớ lại câu chuyện gạo lứt chị được nghe trên xe lam khi chị khoảng 15 tuổi trên đường đi học. Một cụ bà có gương mặt sáng sủa bước lên xe lam một cách nhanh nhẹn. Một số người trên xe thấy vậy hỏi sao cụ khỏe thế, cụ không đi với con cháu à, cụ bao nhiêu tuổi rồi. Cụ trả lời, được như vậy là nhờ ăn gạo lứt muối mè. Chị còn nhớ rõ câu nói của cụ đã 82 tuổi rồi. Câu chuyện như một thước phim hiện về rồi ráp lại với câu chuyện hết bướu của người em bạn thật là khớp. Chị nói không hiểu tại sao lúc đó chị lại tin gạo lứt sẽ chữa lành bệnh và chị quyết định ăn gạo lứt muối mè ngay. Chị nhờ em trai đi mua gạo lứt, đó là một ngày của tháng 2 năm 2010. Nghe vậy em trai mừng quá và mua luôn 10kg gạo lứt mang về cho chị trong ngày hôm đó. Người em bạn nấu cơm lứt và hướng dẫn chị ăn. Chị nhai cơm lứt bình thường như cơm trắng, không nhai kỹ cho tới khi thành nước mới nuốt vì chị chưa biết về thực dưỡng. Chị nói tôi ăn 100% gạo lứt với muối mè ăn số 7. Vậy mà sau 3 ngày tôi ngồi dậy được và đi được, đau đầu giảm đi rất nhiều, mắt sáng hơn, kết thúc 2 tuần nằm một chỗ. Chị cần trong ngày đầu tiên mà tình trạng đau đầu của chị cải thiện rõ rệt. Lúc đó chị cảm thấy trong đầu hình như có những đàn kiến vừa bò vừa cắn vào da thịt, nhưng bò lên đến trên mang tai là dừng lại, không lên đến đỉnh đầu như những ngày trước. Điều này càng củng cố lòng tin của chị vào hạt gạo lứt. Khoảng một tuần sau thì đau đầu không còn nữa, đầu óc tỉnh táo hơn. Đến ngày thứ 10 chị lại bị đau bao tử, đau xanh xương luôn. Chị nghĩ sao mà ông trời cho chị sống, rồi giờ lại cho chị đau bao tử như thế này, khổ quá. Bắt đầu chị lại nghĩ tiêu cực, chẳng lẽ nó di căn vào bao tử chăng? Chị không biết rằng đây là phản ứng thải độc, thải bệnh. Trong cái rủi có cái may, chị được giới thiệu gặp cô Tâm, chủ của cửa hàng thực dưỡng Minh Tâm Hành Ngộ. Cô Tâm hướng dẫn và chăm sóc cô rất là chu đáo như người thân. Vừa gặp cô Tâm hỏi sao mặt chị xanh dữ vậy, chị trả lời chị đang bị đau bao tử mấy ngày rồi. Cô Tâm nói chị đã theo thực dưỡng rồi thì không sao, đã có phương thuốc này hay lắm. Cô Tâm cho chị ngậm một bột Dentai 15 phút rồi nuốt từ từ. Sau đó cô khuấy chín bột sắn dây với tương tamari cho ăn tiếp. Ăn hết một chén bột sắn dây, chị không còn thấy đau bụng nữa, chị la lên. Hết đau thiệt rồi cô Tâm, hết thiệt rồi. Cô Tâm bảo nhìn mặt chị là biết hết đau rồi. Lúc mới vào mặt chị nhăn nhó, giờ đây chị cười tươi. Về nhà vài ngày sau thì chứng đau bao tử không còn tái lại nữa cho đến bây giờ gần 8 năm. Cô Tâm hướng dẫn chị rất là nhiều thứ. Bây giờ ngồi kể lại câu chuyện này, chị biết ơn cô Tâm rất nhiều vì sự chăm sóc nhiệt tình và động viên của cô. Hàng ngày cô đến tận nhà chị, dùng gậy cứu hơ và bấm huyệt trên đầu cho chị. Cô Tâm làm một cách tình nguyện và không nhận tiền công. Sau một thời gian còn 4 tháng, chị đi khám lại thì khối u chỉ còn có 2mm mà thôi. Bác sĩ nói khối u này nhỏ không sao cả. Trước đây, đường kính của khối u này là 17mm, chị rất mừng. Và vì thế chị tiếp tục ăn số 7 cho tròn 6 tháng. Từ đó đến nay chị không hề đi khám lại, vì chị tự tin với sức khỏe của mình rồi. Bạn bè chị cũng rất là vui khi biết tin này, nhất là cô Tâm đã nhảy cẩn lên vỗ tay vui mừng. Hết đau bao tử, chị liền bị đau lưng, chỗ vùng phổi kèm theo hai tay cũng bị đau khi nhấc lên hoặc thực hiện động tác làm căng vùng lưng. Tình trạng này kéo dài khoảng 2 tuần. Thực dưỡng gọi đây là phản ứng thải độc để chữa bệnh, trước đây chưa chữa hết tận gốc. Khi còn là thanh niên, chị bị lủng phổi do hít hóa chất khi làm việc.
chị phải mất 9 tháng để trị lành bệnh phổi này bằng lá thuốc nam mà không để lại vết sẹo khi chụp hình phổi. Từ 30 năm nay, bệnh phổi của chị không tái phát lại lần nào, nhưng nó chưa hết tận gốc nên cơ thể phản ứng như thế. Trong khi phản ứng thải độc của bệnh phổi chưa chấm dứt, chị còn bị rỉ máu ở mũi và tai trong 2 ngày. Mũi thì cứ giống như chảy máu cam, còn tai thì se bong gòn vào mới thấy dính máu. Chị lại lo lắng và buồn nữa, sao ông trời lại cho mình hết bệnh này đến bệnh khác. Sau này chị mới hiểu hiện tượng chảy máu này là do u não thải bệnh. Chị đã trải qua các phản ứng thải độc, thải bệnh trong 4 tháng đầu ăn số 7. Sau thời gian thải độc, đầu óc chị sáng hẳn ra, mắt sáng trở lại, đi đứng vững vàng. Chị hiểu rằng trong khi ăn thực dưỡng thì trong người có bệnh gì mà chưa chữa lành tận gốc thì nó sẽ biểu hiện trở lại và sau đó hết hẳn luôn. Sau 6 tháng ăn số 7, bệnh tình của chị đã ổn định và cảm thấy cơ thể khỏe mạnh nhưng chưa tìm hiểu nhiều về thực dưỡng. Nên ăn vi phạm vào những thức ăn cấm kỵ, thức ăn âm, nào ăn dưa hấu, ăn 2 trái xoài một ngày, nào uống cà phê đá. Một thời gian không lâu sau đó, có một cục u nổi lên trên da đầu chị. Thấy vậy sợ quá, chị ăn lại số 7, sau một thời gian cục u biến mất. Kể từ đó, chị ăn uống nghiêm ngặt theo thực dưỡng. Chị cũng ăn chay hoàn toàn từ lúc ăn gạo lứt. Chị đã hướng dẫn một người bạn chữa lành ung thư bao tử bằng ăn số 7. Người bạn đã chữa bằng hóa và xạ trị, nhưng không thuyên giảm và bệnh viện trả về cùng với tiên liệu sống được khoảng 4 tháng. Trước đó, chị có khuyên nên ăn gạo lứt, nhưng gia đình người bạn không đồng ý. Khi chị nghe tin bệnh viện trả người bạn về, chị đến nhà ngay và thuyết phục gia đình người bạn còn nước còn tát. Người chồng và người bạn đồng ý ăn số 7 để chữa trị. Chị hướng dẫn uống thêm một sáng dây nóng khuấy chín với tương tamari liên tục hàng ngày. Một hôm người bạn đau bụng nhiều hơn, đau dữ dội, người nhà định đưa đi cấp cứu. Nhưng chị bảo cứ nấu một sáng dây với tương tamari cho uống. Ngay sau khi uống thì người bạn ói ra máu, ói cả chậu. Khi hết ói là hết đau bụng luôn và không cần phải đi cấp cứu. Ói ra máu là hiện tượng thải độc của chứng ung thư bao tử. Bây giờ người bạn không còn ung thư bao tử nữa và vẫn sống được 5 năm rồi. Từ đó mấy người con của người bạn chị gọi bằng má luôn như để tri ân chị. Chị khuyên chúng ta nên ăn theo thực dưỡng để phòng bệnh, chứ để bệnh xảy ra rồi thì mất nhiều tiền của và công sức, đôi khi không thể cứu chữa được. Ha ha ha, 问什么的说